Hello, xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên. Xin giới thiệu Vân là môi giới chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu khi gửi nhà bán chính chủ, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà nằm ở vị trí phường 11 quận Bình Thạnh. Và vị trí của căn nhà mình á, nó rất gần với chợ Cây Thị nè. Đường thì thông suốt từ đường Phan Văn Trị sang đường Phạm Văn Đồng. Với diện tích lên đến 57m² và gia chủ đang chào bán với mức giá là 5 tỷ hơn thôi. Và vị trí Vân đang đứng ở đây là ngay mặt tiền đường Nguyên Hồng, phường 11 quận Bình Thạnh. Và đi về thẳng về phía ngã ba phía trước đó là trục đường Phan Văn Trị ngay khúc chợ Cây Thị ha. Và nếu đi về phía bên này á là chúng ta hướng về đại lộ Phạm Văn Đồng. Và vị trí căn nhà mình á rất gần một bãi đậu xe ô tô ở đây nè. Và bây giờ Vân sẽ quay cho quý cô chú anh chị xem đường từ mặt tiền đường Nguyên Hồng vào đến nhà mình là như thế nào nha. Và căn nhà mình nằm ở trục hẻm số 80 đường Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh ha. Đây, số 80 nè. Hẻm của mình là hẻm 2,5m. Xe ba gác có thể dễ dàng lưu thông, nhà hẻm thẳng một trục. Đây, ở đây là khu dân cư hiện hữu hết rồi. Và đây là căn nhà mà hôm nay Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị nha. Đây. Nhà mình có hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Nhà có chiều ngang là 4m1. Tính từ điểm bên này nè, sang điểm bên đây là 4m1. Chiều dài của căn nhà là 14m. Diện tích công nhận trên sổ là 57m2. Bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến vào trong để tham quan chi tiết căn nhà. Đây là không gian của khu vực phòng khách nè. Thì phía trước khu vực phòng khách mình có một cái khoảng sân ấy. Mình có thể để được khoảng 3-4 chiếc xe máy ở trước nhà mình luôn. Nhà mình có kết cấu là một trệt, hai lầu, sân thượng trước sau. Công năng gồm có hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh. Có thể cải tạo thành 5 phòng ngủ được luôn. Và bây giờ Vân sẽ giới thiệu với cô chú anh chị khu vực phòng bếp nha. Đây là không gian khu vực phòng bếp nè. Hiện trạng thì mình có một cái khu vực bếp khá là rộng ở đây. Một hệ tủ bếp trên dưới bằng gỗ nè. Nhưng mà nó khá là cũ rồi. Quý cô chú anh chị mua về mình cần phải thay một bộ bếp mới luôn. Ở đây thì bằng bếp làm bằng đá hoa cương nè. Cũng rất là tốt, mình có thể giữ lại phần này. Đây là không gian của khu vực bếp ha. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực tầng trệt nè. Đây, khu vực vệ sinh tầng trệt. Có sẵn một khu vực để tắm nè. Ngoài ra còn có một nhà vệ sinh nhỏ ở dưới cầu thang nữa. Và phía dưới cầu thang này nè, mình có những cái ngăn tủ nhỏ nè, để làm chứa đồ trong nhà mình. Và bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1 nha. Khu vực lầu 1 thì bao gồm hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đây là phòng ngủ phía trước nè. Có ban công cửa sổ rất là thông thoáng luôn. Phòng rất là rộng. Đây, ban công mình rộng khoảng 1,5m hả?
View ban công mình cũng khá là thông thoáng. Đây, hẻm trước nhà mình nhìn như thế này nha. Mình cùng nhìn lại không gian của phòng ngủ phía trước nè. Và bây giờ tôi sẽ mời mọi người cùng tiến sang phòng ngủ thứ hai ở phía sau nha. Đây là không gian của phòng ngủ phía sau nè. À, gia chủ để lại cho mình một bộ tủ gì. Đây, một bộ tủ để mình để quần áo được á. Và ở đây là nhà vệ sinh ở khu vực lầu 1 nè. Và bây giờ tôi xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 2. Hiện tại thì khu vực lầu 2 này mình đang có hai cái phần sân thượng trước và sau thôi. Nếu có cô chú anh chị mua về mình có nhu cầu cải tạo thêm đó, thì mình có thể cải tạo thêm hai phòng này thành hai phòng ngủ nữa cũng được. Đây là phần sân thượng phía trước nè. Nhà mình rộng lắm nha. Và đây là phần sân thượng phía sau. Đây mình có sẵn đường ống thoát nè. Đây là khu vực phía sau nhà mình. Và với một căn nhà nằm trên trục đường Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, có diện tích lên đến 57m2, đang được gia chủ cho bán với mức giá là 5 tỷ 850 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ ngay với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được cho bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.